Chào mừng các bạn đến với chương trình Talk với Đất Thiên Dung. Thì hôm nay là đầu năm Canh Tý 2020. Thì 2020 có một số vấn đề về rất nhiều thời sự và nhiều chúng ta đang lo ngại là vấn đề dịch cúm Corona, virus Corona. Thì hiện tại thì bệnh viện thẩm mỹ JW chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, vẫn phẫu thuật thẩm mỹ, vẫn làm các dịch vụ về nha khoa skin care. Tuy nhiên, một số khách hàng lo lắng là cái dịch cúm này nó ảnh hưởng như thế nào, người ta sợ với người lây từ người này sang người khác. Thì thực ra thì cái cúm Corona, thì thực ra cái Corona là một virus cúm nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà cái biến thể này, biến thể mới, nó xuất phát từ Vũ Hán của Trung Quốc. Thì cái này là một dạng virus gây viêm đường hô hấp cấp rất bình thường. Tuy nhiên, cái chủng mới này nó có một cái độc tính mạnh hơn và có thể tấn công vào cái cơ quan là phổi chúng ta hoặc một số cơ quan khác, làm ta có thể là bệnh nặng hoặc có trường hợp nặng có thể gây tử vong. Đó. Thì khi cái triệu chứng mà đầu tiên mà chúng ta thấy, ai cũng biết rồi, cúm thì tất cả cuộc đời một người trong đời ai cũng bị vài lần, thậm chí là mấy chục lần ai cũng bị hết. Thì đa phần cúm là virus cơ thể chúng ta tự điều chỉnh, tự đào thải hết. Tuy nhiên, khi sức khỏe đã kém, cùng vi khuẩn độc hại, độc tính càng mạnh thì chúng ta có thể bệnh. Đó. Và cái triệu chứng cúm thì tôi nghĩ mọi người cũng biết hết là chúng ta gì? Sốt, ho, sổ mũi, thấy người mình mệt mỏi, đau nhức khắp người. Đó là chúng cơ bản. 90% là mọi người đều có triệu chứng là hắt hơi, xì, ho, sốt, sốt cao liên tục và cảm giác tay chân đau cơ khắp người. Đó là triệu chứng về cái triệu chứng của cô sốt vi, siêu vi, và người ta gọi là siêu vi á. Đó. Chúng ta sốt cao liên tục 38 độ, ho, sổ mũi, khó thở, những cái triệu chứng này mà tất cả chúng ta trong đời, người lớn, trẻ em đều bị nhiễm cùng virus nói chung. Đây là triệu chứng cùng của sốt. Như vậy, khi có những triệu chứng này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta nên đi khám những cơ quan y tế để người ta xác định được. Cúm thì rất nhiều cúm, ai cũng bị hết. Nhưng vì trong cái thời điểm này nó trùng với thời điểm là virus Corona, nó có độc hại rất là cao, cho nên là chúng ta để xét nghiệm để loại cái nguy cơ cúm này là cùng virus Corona. Thì cái vấn đề là quan trọng nhất là chúng ta phòng ngừa, đúng không? Thì tất cả người ta chứng minh rồi là khi chúng ta bị cúm thì cái dịch tiết từ cơ thể của người bệnh là được phần tự do, từ cái dịch tiết từ trong miệng, nước miếng, chất gì, chất thải chúng ta khạc ra thì nó sẽ dính lên mà lây trực tiếp từ người qua người. Đó. Như vậy, cái biện pháp đầu tiên là chúng ta làm sao tránh tiếp xúc trực tiếp với người đang mang mầm bệnh hoặc người đang bệnh. Vậy cả người bệnh và người không bệnh đều phải đeo khẩu trang. Chúng ta thường thường bắt tiếp xúc thì dính ở bàn tay thì chúng ta phải rửa tay. Một quy định là rửa tay cũng từ 20 đến 30 giây một lần. Và cái khẩu trang chúng ta phải đeo là để cho nó đúng. Đây, thì trong cái nguy cơ mà nhiễm virus Corona thì chúng ta rất là dễ nhớ là chữ Corona. Đó. Khi chúng ta thấy rằng chữ C tức là xong. Đa phần dịch tiết ta sẽ ho, nhảy mũi, tự dịch tiết hầu hết ở vùng hô hấp trên, thì chúng ta phải che chắn kỹ, đúng không? Chúng ta không nên hắt hơi xì mà trực tiếp vào người khác là đầu tiên. Thứ hai là cái vấn đề khạc nhổ cũng rất quan trọng, đúng không? Và tránh chạm tay vào miệng. Đa phần chúng ta hắt hơi, người ta đưa tay vô che lại thì tất cả nó dính trong bàn tay chúng ta hết. Như vậy, chúng ta hắt hơi chúng ta phải né qua, hắt hơi vào cái vùng khẩu trang mình che đã để mình sử dụng bỏ đi. Và khẩu trang chúng ta khi mà hắt hơi xì chúng ta bắt buộc phải đi. Thứ ba là rửa tay là rất quan trọng. Vì tay chúng ta hằng hắt hơi chúng ta sờ trên mặt này, sờ rồi chúng ta dính tiếp xúc tất cả vật thể xung quanh này. Vô tình một cái dịch tiết của người đó văng ra thì dính vô trong cái đấy. Vậy cái tay rửa tay thường xuyên là một biện pháp quan trọng nhất trong phòng ngừa. Và tiếp chung là vấn đề không tiếp xúc những động vật. Người ta đang chứng minh là cái động vật hoang dã, từ dơi, từ các loài vật khác nó sẽ gây ra con cúm này. Và cái điều cuối cùng là chúng ta biết rằng khi chúng ta ra đường, chúng ta đi tới trung tâm đông người thì cái chỗ đông người là cái nguy cơ cao nhất đó. Và cuối cùng là thực phẩm chức năng, tất cả thực phẩm chúng ta phải nấu ăn chín để giết virus đó. Một cái vấn đề quan trọng là cái khẩu trang. Hiện nay thì ra đường chúng ta thấy ai cũng đeo khẩu trang hết. Như vậy, sử dụng khẩu trang như thế nào là hợp lý, khẩu trang nào đúng chất lượng đó. Thì vấn đề đeo khẩu trang thì đây là khẩu trang y tế. Khẩu trang này chúng ta chỉ dùng một lần. Và khi chúng ta hắt xì hơi thì chúng ta phải vứt luôn, đúng không?
Và khẩu trang đeo phải đeo đúng cách, phải đeo che hết vùng này chứ không đeo hở ra, đúng không? Đeo khẩu trang và chúng ta cũng rửa tay thường xuyên đó. Khi khách hàng đến bệnh viện thẩm mỹ Studio thì chúng tôi có một quy trình là kiểm tra nghiêm ngặt. Thì khi khách hàng vào cửa đầu tiên, chúng ta phải có một dịch sát trùng tay, và tất cả khách hàng được bệnh viện đo thân nhiệt. Có một cái máy tự động, chúng ta sẽ bấm vô vùng trán này sẽ biết nhiệt độ mình bao nhiêu độ. Tiếp nữa là khách hàng đã đeo khẩu trang thì tiếp tục được khẩu trang, còn khách hàng không đeo khẩu trang thì bệnh viện sẽ phát miễn phí một khẩu trang để chúng ta đeo. Như vậy chúng ta phải rửa tay trước khi vào viện, chúng ta phải gì đeo khẩu trang và chúng ta phải đo thân nhiệt. Như vậy cái quy trình mà sàng lọc bệnh virus corona tại bệnh viện thẩm mỹ Studio là rất là chặt chẽ, đúng theo quy trình của Bộ Y tế. Và hiện tại bệnh viện mỗi ngày chúng tôi cũng vệ sinh sát trùng, lau tất cả kiến bằng vi cái chất sát khuẩn để diệt vi khuẩn đó. Và như vậy cái quy trình bước này nó làm cho chúng ta là tránh được hầu hết là trường hợp nếu người ta có nhiễm đó. Và khi phát hiện ra sớm thì chúng ta có biện pháp xử lý theo quy định của Bộ Y tế. Trong cái vấn đề mà ngăn ngừa để câu cúm thì một cái vấn đề quan trọng nhất là sức đề kháng. Chúng ta biết rằng ai cũng bị cúm hết, mà cúm hầu hết 99,9% tự cơ thể chúng ta đề kháng, chứ không có cái chất nào, không có cái thuốc nào chữa hết. Và chúng ta càng khỏe mạnh thì cái cơ thể mình tự diệt hết. Tuy nhiên rằng để mà tăng cường sức đề kháng thì chúng ta có nhiều biện pháp. Thứ nhất, mình phải ăn đầy đủ, chúng ta phải tập thể dục, ta ngủ đầy đủ, tăng cường cái chất vitamin C vào, đúng không? Đó. Tuy nhiên mà nhiều lúc chúng ta do công việc, do stress, cho nhiều thứ, chúng ta phải cần một số cái chất là hỗ trợ để chúng ta tăng cường sức đề kháng. Thì tại bệnh viện thẩm mỹ Mỹ Chef View chúng tôi có một liệu trình là liệu trình tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể mình là sức đề kháng này. Chúng ta có một cái hỗn hợp vitamin. Hỗn hợp này là một hỗn hợp phức hợp khoảng 10 loại chất vitamin. Đây là một cái quy trình điều trị mà chúng tôi nhập từ Hoa Kỳ, Mỹ về. Thì cái phức hợp này đa phần là các phức hợp này, các vitamin khoáng chất, người ta sẽ truyền vào, pha trong nước biển, truyền vào cơ thể mình trong vòng 30 phút. Thì nếu chúng ta truyền cái này, giả sử một người đang bị cúm thông thường, người đang rất mệt mỏi cơ thể, thì sau khi truyền cái phức hợp vitamin vô thì cơ thể mình chắc chắn sẽ rất là khỏe mạnh. Như vậy để mà tăng cường sức đề kháng thì tại bệnh viện thẩm mỹ Studio, trong quá trình điều trị, trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi cũng có tiếp tục truyền một loại vitamin đa khoáng chất để cho tăng cường sức đề kháng, để chúng ta đừng lo sợ quá về vấn đề là corona. Thực ra vấn đề virus về cúm, thực ra thì chúng ta đừng quá lo lắng. Thực ra cúm thì cúm toàn trên thế giới, cúm về lạnh mùa đông, cúm về H1N1, cúm gà, cúm như là cúm hấp, nhưng hầu hết sức đề kháng chúng ta tốt, chúng ta khỏe mạnh bình thường thì nó vượt qua hết. Trừ khi những người nào có bệnh nền, ví dụ người ta thống kê rằng là 80% người ta tử vong ở Trung Quốc là người trên 60 tuổi. Đó. Tức là trên 60 tuổi chúng ta có một số bệnh nền về tiểu đường, về tim mạch, về huyết áp, về gan, về phổi. Những cái bệnh đó nó làm cơ thể chúng ta yếu thì virus tấn công thôi. Còn hầu hết nhiễm virus cúm thì đa phần là chúng ta tự khỏi hết. Tuy nhiên chúng ta phải phòng ngừa, chúng ta phải tăng cường sức đề kháng. Thì hôm nay thì đó là một cái chương trình đầu năm. Chúng tôi cũng khuyên tất cả mọi người là dịch cúm lây rất là bình thường. Chỉ cần chúng ta có cách bảo vệ đúng, chúng ta cách phòng ngừa, chúng ta ăn uống, chúng ta tăng cường sức đề kháng thì chắc chắn là cái dịch cúm này không có đi về gì nghiêm trọng cả. Đến đây thì cái thời lượng dành cho chương trình Talk Drop Zoom với chủ đề về dịch cúm corona đã hết. Một lần nữa rất là cảm ơn quý khách đã luôn luôn theo dõi chương trình Talk Drop Zoom của Bệnh viện Thẩm mỹ Studio. Quý vị có thể xem trực tiếp chương trình vào lúc 19:30 thứ tư hàng tuần, kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ Studio cũng như là kênh Facebook của Bệnh viện Thẩm mỹ Studio. Xin chào và hẹn gặp lại.